Dũng ơi, bánh đi em ơi. Ủa là bánh đi đâu em? Mắc câu hỏi. Không biết gì hết. Sao Dũng Huy này nó đè anh Hiệu cái bánh quá rồi. Vô kìa. Vô lỗ hoa các bạn ơi. Bây giờ đến lượt mình đó các bạn ơi. Đây cái lỗ đúng không? Cái lỗ thứ ba cũng gần đây đây thôi các bạn ơi. Bánh đi nẹp. Ngày hôm nay thì mình sẽ muốn giới thiệu cho các bạn một tựa game, đó chính là Idol Car Tycoon. Với bạn mình không biết đọc tiếng Anh thì đây là một loại game cực kỳ đơn giản luôn, giúp cho các bạn hở thêm nâng cao về khả năng, nâng cao tiếp thu về đầu tư các bạn ơi. Game này rất là đơn giản luôn các bạn. Game này là các bạn sẽ đóng vai là một ông chủ trạm xăng nha các bạn. Đó, các bạn có thấy xe đi vô không, sẽ rửa xe và sau đó là sẽ bơm xăng các kiểu, là các bạn sẽ được tiền. Mỗi lần mà như vậy các bạn sẽ được tiền, có thể nâng cấp về cái đó, mình vừa nâng cấp về cái tốc độ, kiểu như là đây là tốc độ rửa xe rồi các bạn, và giá cả nó sẽ gia tăng lên và hở nâng cấp cho ngân hàng mình nó tốt ở đâu. Mình vừa nâng cấp lên được hai cái trạm xăng rửa xe rồi các bạn thấy không? Đấy, thì lên level cao là các bạn có thể qua được những nước khác nữa. Hiện tại mình đang ở Mỹ rồi các bạn. Thì đây là một tựa game họ sẽ giúp các bạn họ thêm được họ tư duy kinh doanh rất là tốt luôn, cho nên là họ rất là thú vị luôn các bạn ơi. Thì thường thường là mình rảnh là muốn chơi game này đó các bạn. Muốn tải cho game này thì các bạn cứ lên là Idol đó. Kha đó các bạn. Đấy, Tycoon. Đó, giờ nó hiện lên trên luôn. Đó, mình thấy cái hình ở trên rồi, các bạn có thể dễ dàng nhận biết cái game này, các bạn có thể vô tải nha các bạn ơi. Đó, mình đã tải rồi, mình sẽ bấm mở thôi. Ok, đánh giá 5 sao luôn. Và mình mong là các bạn cũng sẽ tải game và chơi cùng với mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello anh em, đã đến với channel của Bảo Ren. Và hả, các bạn có biết một điều gì không? Đó chính là Bảo Ren đã comeback và triệu hồi trên kênh WeGod. Đó, các bạn có thể tìm WeGod ở dưới comment hoặc là trên phần mô tả nha các bạn ơi. Thì hả, kênh WeGod này á, thật ra là tại vì sao mình đặt là WeGod các bạn ơi? Tại vì hả, đây là cái tên mà mình cùng với Dũng Hy kênh thì là chủ yếu mình với Dũng Hy sẽ làm video hàng ngày cho các bạn xem về những màn triệu hồi cực kỳ hả, đỉnh cao luôn các bạn. Và bên cạnh đó nữa thì mình xin nói với các bạn, có một số bạn cứ thắc mắc về cái chuyện là hả, định mệnh hay là mập mo hay là Lamatula đâu, thì ra anh em wifi của tụi mình các bạn vẫn làm việc chung với nhau, các bạn vẫn ở chung anh em trong nhà đó các bạn ơi. Rồi ông nào có việc thì chạy về Vũng Tàu hay các kiểu thôi, chứ anh em wifi của tụi mình hả có không có chuyện gì nha các bạn. Cho nên là các bạn đừng có thắc mắc về cái chuyện đó nữa, mình cũng nói rất là nhiều rồi các bạn ơi. Thì anh Minh Hiếu thì cũng về Hà Nội rồi các bạn, ở Trung Sinh thì đi bộ đội các bạn. Mập mo thì đang giúp cho anh em của tụi mình họ chỉnh sửa video hàng ngày, cho nên là mập mo ít quay là như vậy các bạn ơi. Mập mo ở nhà giúp anh em chỉnh sửa video nha các bạn. Sẽ không nói nhiều nữa, đúng như chủ đề ngày hôm nay thì anh em của mình có thể đến đây các bạn. Đó, để cái xanh này thì mình thấy cái xanh này hả, nó chống vua Trung Quốc rồi. Bảo Ren cùng với đồng bọn chơi bánh bì. Nhưng vấn đề ở đây là chưa có lỗ các bạn ơi. Đó, bây giờ anh em của tụi mình sẽ đào lỗ nha các bạn. Các bạn biết chứ anh Hiệp hả, là một trong những người đào lỗ rất là nhanh luôn các bạn ơi. Đó, anh Hiệp đào lỗ nè. Khi nào nó mới được cái lỗ cho cái bi này vô? Thật sự hả, trước giờ mình thấy đào lỗ bình thường là rất bình thường. Đúng rồi. Phải có sáng tạo như Dũng Huy. Cầm cái chân anh Hiệp đào lỗ như các bạn. Mới nồi này lâu quá bạn ơi. Hả? Bệnh hả? Đào bằng tay luôn cho nhanh nữa các bạn. Ok các bạn, và anh em của tụi mình họ đã làm xong mấy cái lỗ các bạn ơi. Đó, đây là cái mức bắt đầu đi nha các bạn. Đây là lỗ thứ nhất rồi các bạn. Đây là lỗ thứ hai, ok. Có bi 5 lỗ biết không? Đây là lỗ thứ ba. Đó. Đây là lỗ thứ tư. Đó các bạn. Và đây là lỗ thứ... Lỗ này sao trời? Làm thông lỗ cho anh Hiệp. Đâu? What the fuck? Như núi lửa luôn. Cũng giống như cái lỗ nãy vậy. Có nghĩa là mình làm cái lỗ nó sâu sâu xuống á, tự nhiên anh để cho tròn lên vậy. Anh Hiệp phải làm cái lỗ hẳn cho to ra, chứ lỗ chỗ xíu thì làm sao làm được nè. Ít ra phải to bằng lỗ này chứ. Anh Hiệp sửa lỗ chưa? Sửa nè. Đó anh Hiệp sửa. To nè. Đó, thấy to. Cái lỗ bé xíu. Lỗ to đùng. Thôi. Mà. Nó vừa bằng cái này được rồi. Đó thì là xong coi như 5 cái lỗ các bạn. Đây cái vực mít nha, một lỗ là 2 lỗ là 3 lỗ, 4 lỗ. Để cái lỗ to đùng thứ 5 kia luôn các bạn ơi. Đó, tại vì hả mất công đào rồi, bây giờ mình để im đó luôn nha các bạn. Thì hả bi 5 lỗ, nếu ai mà vô đến lỗ thứ 5 đầu tiên á là người đó sẽ thắng nha các bạn. Anh Hiệp đưa em 3 bi chơi để quay coi. Anh làm gì có bi? Anh có bi. Có bi mà.
anh no bi nhưng mà hồi nãy em đưa cho anh bao bi đưa đi. Ủa sao có cái vậy ta? Dũng à, Dũng gì? Đưa anh hai bi đi. Bi nào? Đưa anh hai bi đi. Tao làm bi gì đây? Đưa anh hai bi đi. Anh đi tốn. Đưa anh. Nè, hai bi đàng hoàng nè. Nó giấu hai bi trong đó các bạn. Giấu bi trong đây. Rồi, bây giờ mình có ba bi rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ phân chia ba bi cho ba người nha. Đó, mình sẽ là cái bi màu xanh này. Anh Hiệp là màu hồng mộng mơ. Rồi, Dũng Huy là màu xanh. Đó. Màu xanh tí phái. Mình sẽ là người đi trước nha các bạn. Đó, bánh bi là bánh vậy nè. Đó, cái lỗ đầu tiên là cái lỗ đơn giản. Dũng Huy đi nè. Cái lỗ đầu tiên lỗ đơn giản các bạn. Mình bánh là vô nè các bạn. Những thứ hai sẽ là anh Hiệp, không biết anh Hiệp sẽ bắn vô không các bạn ơi. Nó vô mà nó nảy ra. Bi đầu tiên là anh Hiệp đã ở đây và bi mình ở chỗ kia rồi. Bây giờ đến người thứ ba sẽ là Dũng Huy. Rồi xem Dũng Huy bắn được không nè. Đó Dũng Huy bắn trúng không? Nó bắn vô mặt mình luôn. Dũng Huy bị loại. Trời ơi, ở ngay đây cái lỗ cho đây dễ hơn các bạn. Nè, để bảo đen bắt đầu lượt 2. Nè, ở đây vô cái lỗ đây dễ hơn các bạn. Dễ không? Dễ ghê hả? Rồi bây giờ đến lượt anh Hiệp, không biết anh Hiệp có vô được cái lỗ này không các bạn ơi. Oh, easy, easy. Rồi lỗ thứ hai anh Hiệp vô hay không? Oh shit. Tiếp theo sẽ là vòng của Dũng Huy. Xem qua Dũng Huy có vô được lỗ 1 hay không. Dễ dàng luôn. Vô. Rồi bây giờ Dũng Huy sẽ từ lỗ 1 cho đến lỗ 2. Huy chưa vô các bạn ơi. Dũng Huy mới đứng ở đây rồi các bạn. Vậy coi như là lỗ 1. Từ lỗ 1 là coi như anh Hiệp Nobi và Dũng Huy đã tới rồi các bạn ơi. Bây giờ đến lượt mình rồi các bạn ơi. Đây cái lỗ đúng không? Bi mình đã vào lỗ 1 rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ đến lỗ 2. Hai ổng chặn đầu rồi, làm sao mà mình bắn qua được đấy các bạn. Mình sẽ cố gắng mình bắn nha các bạn. Vỗ tay. Yes, bây giờ mình sẽ hả chinh phục lỗ ô thứ 3 nha các bạn ơi. Ai xảy này này vậy? Anh Hiệp Ruby đúng không? Đúng vậy á. Mình không vô lỗ thứ ba các bạn ơi. Bây giờ đến anh Hiệp. Anh Hiệp sẽ bắn vô lỗ thứ hai hay không? Ok. Anh Hiệp sẽ bắn vô lỗ thứ hai hay không? Yeah. Nhẹ nhàng. Ủa nhưng mà bi của anh Dũng mà. Bi anh Hiệp nè. Anh Hiệp bị loại. Đến là Dũng. Đây là cái lỗ thứ ba. Thì Dũng Huy ở phía bên đó. Dũng Huy ở lỗ thứ hai. Không biết là Dũng Huy vô được cái lỗ thứ ba hay không các bạn ơi. Đó, từ lỗ thứ hai đến lỗ thứ ba nè. Xem Dũng Huy vô được lỗ thứ ba. Dũng Huy bắn đâu cao dữ vậy? Ủa rồi bắn đâu? Mình đã vô được ô thứ hai rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chinh phục ô thứ ba nha các bạn. Ok, ô thứ ba đơn giản, gần ngay đây có gì đâu khó các bạn. Bắn vô cho xem. Vô rồi. Trời ơi, đúng rồi, vô rồi ba. Vô ô thứ hai rồi ba. Vô. Thua rồi. Mình bắn được ô thứ hai hả trời. Anh Hiệp chưa chinh phục được lỗ thứ hai nữa các bạn ơi. Liệu xem hả khoảng cách chỉ với hai găng tay thì anh Hiệp có vô được lỗ này hay không nha các bạn. Anh Hiệp chuẩn bị bắn ra các bạn. Wow, anh Hiệp đã vô lỗ thứ hai rồi các bạn ơi. Quá ghê luôn. Bây giờ đến lỗ thứ ba rồi các bạn. Xem qua nào, anh Hiệp bắn được cái lỗ thứ ba hay không. Cái lỗ thứ ba cũng gần đây đây thôi các bạn ơi. Bắn đi anh Hiệp. Mình anh Hiệp đã vô được lỗ thứ ba rồi. Anh Hiệp là người đầu tiên vô được lỗ thứ ba. Anh Hiệp đang chinh phục tiếp theo là lỗ thứ tư. Lỗ thứ tư. Hồ trời. Và đến là Dũng Huy. Dũng Huy từ lỗ thứ hai sang lỗ thứ ba. Dũng Huy là một người rất là căm hờn anh Hiệp Nobi cho nên là bắn bể mắt Hiệp Nobi luôn. Ok, Dũng Huy bắn đi em ơi. Ủa là bắn đi đâu em? Bắn đâu rồi? Sao Dũng Huy này nó đè anh Hiệp nó bắn hoài. À vô kìa. Vô lỗ hả các bạn ơi. Rồi bây giờ Dũng Huy sẽ chinh phục từ lỗ thứ 3 đến lỗ thứ 4. Từ từ đây các bạn.
Méo vô luôn. Nãy mình bắn nhầm lỗ thứ ba sang lỗ thứ hai đó các bạn. Bây giờ là mình sẽ bắn lỗ thứ ba sang lỗ thứ tư nữa các bạn. Lần này chắc chắn 100% là vô luôn rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Vậy kêu 100% là trúng. Không đâu không. Cái lỗ đâu? Lỗ bên đây mà. Vô lỗ thứ tư rồi. Mình rồi các bạn. Bây giờ đến chinh phục lỗ thứ 5. Lỗ này phải bắn ngay chính giữa nha. Trời ơi, đơn giản. Cái lỗ này vô chính giữa cực kỳ đơn giản luôn các bạn ơi. Vô rồi. Chính giữa bên đây rồi. Ủa, bây giờ ơi. Nhưng mà cũng vô cái lỗ bự hơn gì á. Không, chính giữa mới được. Giờ là tất nhiên của anh Hiệp Robby. Xem qua là anh Hiệp Robby sẽ vô được cái lỗ thứ 4 nha các bạn ơi. Anh Hiệp đang chinh phục cái lỗ thứ 4. Cố lên anh Hiệp. Vô. Rồi vậy là anh Hiệp sẽ đến lỗ thứ 5. Xem qua là anh Hiệp có bắn vô lỗ thứ 5 hay không. Lỗ thứ 5 kế bên lên Hiệp luôn nè. Rồi đây là một thử thách cũng khó đó nha. Ok. Anh Hiệp bắn đi anh Hiệp. Chưa vô. Rồi bây giờ Dũng Huy sẽ bắn vô lỗ thứ 4 nha các bạn ơi. Xem Dũng Huy bắn được hay không. Bắn đây Dũng Huy ơi. Trúng lỗ thứ 4 rồi. Nhưng mà vô lỗ thứ 5. Win. Thì cứ cho ai lỗ thứ 5 trước là Win đi. Win rồi sao đây anh em. Tiền đâu, tiền đâu. Win rồi thì đi phạt. Vũ Huy tốt. Tốt tốt tốt. Ok anh em, thì ngày hôm nay ở đây của tụi mình đã làm một cái gọi là cái trò chơi vui vậy thôi. Và mình mong là các bạn sẽ yêu thích và like, comment nhiều cho mình. Và đăng ký cho mình để đạt được nút vàng nha các bạn ơi. Và đừng quên là qua đăng ký cho WeGod. Ở đây của tụi mình sẽ làm video triệu hồi hàng ngày cho các bạn xem luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.